Bây giờ cái công đồng mang nó không ấy là cứ đốt tôi là nó dí tôi là cứ là đưa lên xe còn mọi người là đi. Ôi, mệt quá. Chúng tôi mệt lắm. Đây cũng mệt, dân cũng mệt. Như này người ta còn chả mệt. Cái xe này giờ chả khác gì xe tù đúng không? Có cửa không có? Đây. Coi như cứ đốt mình tôi, ôm mình tôi là công an nhà Long á, là công an Ba Đình á. Ôm mình tôi cái đưa lên xe. Nó quá cái tính nó bình định, nó quá khốn nạn, nó quá ăn cướp mà con dân mà nó quá cướp mà con còn cái công văn biên bán nó đưa về làm việc, nó đâu có làm việc đâu, nó hẹn nó tuần đây tuần sau nữa cứ nó hẹn tôi vậy là cái vỗ dây nó thùng mưa xuống hỏi nó sao mà ăn cướp người ta sao không trả nó thôi cô Hương tuần đây là tuần sau, cái tuần đây là tuần sau, cái dạy là làm miết từ năm 2018 này là không như biết 2019 2018 qua 2019 đó. Nó hẹn là 130 ngày giải quyết mà cuối cùng tới bữa nay không giải quyết. Nói chung là cái này nó là tình trạng của cả nước chứ không nói. Mà bây giờ riêng giờ bây giờ ra cái là công an là cứ nói là dân đi phản động đi biểu tình, nó không phải là phản động, không phải biểu tình, đi đổi đất. Bị chính quyền cướp đất. Ai phản động là biết. Chính đảng viên Đảng Cộng sản các tỉnh là phản động. Đảng dân Đảng Cộng sản tỉnh Bình Định là phản động. Phản động là ông Tất Thành Cang, để ông Nguyễn Văn Du, ông Nguyễn Bắc Son, ông Trương Minh Tuấn, ông Đinh La. Còn ông Nguyễn Phú Trọng là bao che. Ông không mà. Như vậy là cái đảng của ông ăn cướp. Cũng như một người cha con tôi đang cướp. Thì tất nhiên người ta đi mắng vốn là tôi. Thì tất nhiên tôi phải răng dậy. Tôi không răng dậy tôi được. Thì tôi đưa ra chính quyền. Thì ông Nguyễn Phú Trọng con dạy tôi không răng dậy được thì tôi đưa ra cái pháp luật để giải quyết. Đấy mới là phản động. Đó. Tại sao ông Nguyễn Phú Trọng là ông coi như ông là lãnh đạo đảng mà để đảng viên Đảng Cộng sản đi cướp của dân như vậy. Mà công an mỗi lần dân tôi xuống thăm Nguyễn Phú Trọng là công an có đưa như công an lăng mà nãy ôm chặt tôi không cho tôi đi mà cứ ôm chặt tôi không à. Người đứng đầu không ra gì thì mới để quân như thế. Trong một gia đình bố mẹ ông ta thì có trời đất, có được 4 người này về thôi à? À đấy. Là mẹ trúng cái mặt bà Mã Hiền. Nó vô tay nó ôm nó trúng ở đây. Ôm nó nói tôi vô đây trúng cái mặt. Đó, bây giờ đây là nhà trắng phía sau, đi qua nhà cổng xanh này lúc nãy đấy. Đấy, bây giờ tới tôi thu tướng Nguyễn Xuân Phúc đây. Nhân dân chúng tôi đi đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Mà tại sao Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng im lặng, nhắm mắt làm ngơ đến nhân dân chúng tôi như thế này? Giờ ông đừng làm Thủ tướng nữa, ông xuống đi. Xuống ghế đi. Này sao cứ như là cái bão ấy. Ba mẹ cho chúng tôi.
như vậy này bà thối nát cái chạy đồ, bà thối nát không? Cái chạy đồ hèn của dân, mà ác với dân không? Công mà, tại sao để tình hình tình đồng hành? Tại sao mà ông bà để cho tình hình tình của làm sao lại làm? Dân cái xác mẹ của bà sao lại đâu? Đấy, này, công an nghe lấy ôm, chặt tôi và không cho tôi cái là ấy. Bà để cho dân xác mẹ tôi bà sang ở đâu mà không cho chúng tôi được biết? Đấy, anh. Yêu cầu Bộ Chính trị giao cuộc gặp giữa các tấm sáng đốc ca Hà Tĩnh, mà tới nay là người chồng người cha hùng tông không cho chúng tôi được nói, không cho chúng tôi được nói bịt miệng gia đình tôi, không cho chúng tôi được nói. Chơi chị ngồi. Cái chị á, tao tôi ngồi nãy giờ đây mà. Yêu cầu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hãy trả lại nhân quyền cho người dân Việt Nam chúng tôi. Hiện giờ cái xác mẹ tôi bà Sang bị bỏ Hà Tĩnh giấu nơi nào? Là Bộ Chính trị và Thủ tướng phải có trách nhiệm đem cái là cái người có họ tên là Quỳnh Kim Sang là mang tội giết chồng, mà bây giờ người chồng người cha gia đình chúng tôi đi quay lại không các bà, các ông bà phải cho vào cuộc vì vụ việc này để là điều tra bộ tham nhũng Hà Tĩnh. Thả đảo công an Hà Tĩnh, thả đảo công an Hà Tĩnh, thả đảo công an Hà Tĩnh. Không phải là tự do thế được.
Đảng viên, đảng cộng sản cướp đất, cướp nhà của dân. Đã đảo.
đá đảo đảng viên đã cộng sản các tên cướp đất của dân, đá đảo, đá đảo tham nhũng, đá đảo, đá đảo tham nhũng, đá đảo, đá đảo tham nhũng, đá đảo. Vâng, xin mọi người đã chia sẻ cùng dân ông ba miền chúng tôi, dân ông ba miền chúng tôi sống cảnh nặng trời chiếu đất bị nhà cầm quyền đảng cộng sản các tỉnh đã cướp đất, cướp nhà nhân dân chúng tôi. Nhân dân chúng tôi cứ tha phương cầu Phật đến Hà Nội này, đến ông Nguyễn Phú Trọng, yêu cầu ông Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo về các tỉnh để mà trả đất nhân dân chúng tôi bị nhà tà quyền các tỉnh nó mang rợ, nó cướp đất, cướp nhà nhân dân chúng tôi, nó cướp hết cả quyền của người nhân dân chúng tôi. Nhân dân chúng tôi sống cảnh màn trầu chiếu đất mới tha phương cầu Phật đến Hà Nội này, đến chỗ mặt trời. Cho nên nó là mặt trời này cũng vẫn bao che, bao nhiêu năm nay dân ông tôi cũng vẫn còn, vẫn bao che đến gõ cửa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để mà chỉ đạo giải quyết nhân dân chúng tôi, để gỡ đơn đến ông Nguyễn Phú Trọng. Nhân dân chúng tôi gỡ đơn biết bao nhiêu đơn tố cáo các tỉnh, riêng tôi đô tố cáo Hồ Quốc Dũng, chủ tịch tỉnh Bình Định, là thành mang rợ cướp bóc của nhân dân chúng tôi, bóc lột của nhân dân chúng tôi, là Hồ Quốc Dũng, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. Cho nên không trả nhân dân chúng tôi đến, kéo đến Hà Nội, nó nhà nhân dân chúng tôi là phản động. Chính nhân dân chúng tôi là ai, là người phản động? Chính là các chủ tịch các tỉnh đã phản động, đảng viên đảng cộng sản các tỉnh đã phản động, đi cướp đất, cướp nhà, cướp cái quyền con người của chúng tôi hết, không còn xin gì những hết. Cho nên chúng tôi đi đòi mà công an ở đây nói là nhân chúng tôi phản động. Tại sao chúng tôi chỉ người cầm cái băng rôn, cầm cái lá đơn đi tố cáo những cái kẻ mà đi cướp đất, cướp nhà nhân dân chúng tôi, mà tại sao không có những người công an, không nói những người mà nó phản động mà nói chúng tôi phản động? Chúng tôi đi kiện thôi kiện mướn cho ai? Không kiện thôi kiện mướn cho ai? Chúng tôi là người mất đất mất nhà, chúng tôi là người vô tội, chúng tôi là bị oan ức, chúng tôi bị đi cướp hết, chúng tôi đi đòi, chúng pha tôi, chúng tôi đi kiện thuê kiện mướn nhà ai? Riêng chúng tôi đi kiện thuê kiện mướn, gia đình chúng tôi làm không hết, mất bỏ công anh việc làm, chúng tôi đến đây mà chúng tôi đi kiện thuê kiện mướn ai? Chính là đảng thiên điên đảng cộng sản đi làm thuê làm mướn, đi cướp bóc của dân, đi cướp các chủ tịch, đi cướp của dân, rồi là công an là thuê mướn, các chủ tịch thuê mướn công an đàn áp của dân, đi cướp đất của dân, phá nhà của dân, đi cướp tài sản của dân. Chính người đó là phản động. Còn nhân dân chúng tôi là người quan ức, nhân dân chúng tôi là người đi bảo vệ pháp luật, là người đi bảo vệ pháp luật, chứ không phải là nhân dân chúng tôi phản động pháp luật. Chính là cán bộ đảng viên đảng cộng sản phản động pháp luật, chà đạp đến pháp luật. Không, nhân dân đảo Hồ Quốc Dũng, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. Đá đảo. Đá đảo Hồ Quốc Dũng, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. Đá đảo. Đấy, những người đó chúng tôi đã đảo đảo thì điều tra đi. Bộ công an ông Tô Lâm điều tra đi, nếu mà nhân dân chúng tôi sai thì xử lý ngay. Mà cán bộ sai thì xử lý cán bộ. Để cho các tỉnh làm gương, các tỉnh không ai đi kiện. Nếu nhân dân chúng tôi đi kiện thuê kiện mướn thì ông Tô Lâm ở đâu? Ông làm việc thay? Ông làm cái người gì? Ông là bộ trưởng bộ công an thì ông đưa cái mà cho cái đoàn thanh tra, thanh tra đi điều tra để nếu nó nhân dân chúng tôi sai tự xử lý. Đừng có để nhân dân chúng tôi như thế này, đồ nay nó này mai nó kia, đi kiện thuê kiện mướn cho ai? Chính công an nói chung dân chúng tôi kiện thuê kiện mướn là kiện mướn cho ai? Dân đơn chúng tôi đã gỡ hết khắp cái đất nước này thì các ông có điều tra để nếu chúng dân chúng tôi sai thì xử lý ngay. Mà tại sao không các ông Tô Lâm, ông Tô Lâm ông phải điều tra đi. Ông là người công an bảo vệ được pháp luật, bảo vệ nhân dân, công an vì dân, không phải công an vì tiền. Không, công an vì nước quân thân, vì dân phục vụ, không phải công an vì mà kẻ tham nhũng đâu. Công an đứng chính đáng luật pháp, mình điều tra nếu đúng luật pháp, sai ai sai thì nói chịu. Mà sao không điều tra mà để nhân dân cho mỗi ngày đi xuống như thế này mà đưa công an đàn áp nhân dân chúng tôi? Các tỉnh bức hại nhân dân, đi ngược lại đường lối chủ trương chính sách của đảng. Chính là các tỉnh đã bức hại nhân dân, đã đi ngược lại đường lối chủ trương chính sách của đảng thì những kẻ các tỉnh đó đi ngược đường lối chủ trương chính sách của đảng, những kẻ đó là phản động. Tại
vì nhân dân chúng tôi bất hại không còn nhà cửa mới đi ra tới Hà Nội này, mà chúng tôi phải đói khổ lang thang nhiều ngày, mà các ông bà chưa nhìn thấy sao? Nếu các ông bà để từng tỉnh mà cán bộ bất hại nhân dân thì người dân không còn lòng tin nào ở đảng nữa. Tại vì đảng chỉ đạo mà các ông bà để bên dưới đi bất hại nhân dân thì những kẻ đó đã làm ngược lại những sự nhà nước này ra, thì những kẻ là chính quyền các tỉnh mới là những kẻ phản lại nhân dân, những kẻ phản lại chủ trương chỉ đạo của nhà nước là những kẻ đó mới là phản động. Thì đề nghị các ông bà phải trừng trị những kẻ tham nhũng các tỉnh để làm yên lòng dân, thì lúc đó là không còn phản động ở trong nhà nước các ông bà nữa. Chính những kẻ chính quyền là kẻ phản động đã bất hại nhân dân, để lòng tin nhân dân suy giảm về đường lối chỉ đạo của đảng. Hiện giờ là xin thưa thật với các ngài luôn, nhân dân chúng tôi không còn lòng tin nữa, tại vì các ngài để cho là các tỉnh là cướp bóc dỡ nhà phá nhà của dân, bất hại nhân dân vào đường cùng, có thể là giết hại người dân vô tội. Muốn bắt ai tội gì là bắt, muốn cho họ sao là cho, họ không tội cũng thành có tội. Thì như vậy là đường lối chỉ đạo của đảng không phải là như vậy. Đường lối chỉ đạo của đảng là để cho nhân dân được cơm no áo ấm, để cho nhân dân được học hành, chứ không phải đường lối chỉ đạo của đảng mà các ông bà cho là các tỉnh đi ra Hà Nội thì họp xong là đi về để mà chỉ đạo cướp của nhân dân. Khắp nơi 63 tỉnh thành đều là cướp hết. Thì các ông bà, tại vì các ông bà không thật tâm thôi, chứ các ông bà thật tâm thì các ông bà cũng thừa hiểu người dân chúng tôi không phải đau khổ đi như thế này đâu. Các ông bà trả lại cái nhân quyền, trả lại tự do, trả lại cái quyền sống cho người dân Việt Nam chúng tôi thì chúng tôi sẽ không đi nữa. Giống như chuyện gia đình tôi bị bức hại như thế này đây, tại sao các ông bà không trả lại? Tại sao biểu chúng tôi đừng đi nữa? Quyền được thì chúng, quyền chúng tôi đâu. Chúng tôi phải đi là đòi công lý cho những người bị bắt nạt. Có một cái đất nước Việt Nam có quy định là cho tỉnh Hà Tĩnh bắt người rồi giấu mất xác luôn như vậy hay là không? 4 năm trời đó các ông bà có nghe thấy không? Mà các ông bà cứ để đau thương như thế này hoài, không chỉ riêng đau thương một mình ên gia đình tôi, mà còn biết bao vụ án oan rồi, biết bao vụ án oan mà các ông bà là không cho được làm sáng tỏ, như là vụ án oan của Hồ Duy Hải. Các ông bà không đủ bằng chứng để kết tội người ta thì các ông bà cũng ghép cho người ta để các ông bà thoát tội, tự các ông bà bên dưới thoát tội. Các ông bà có phải là bao che cho tham nhũng không? Còn người dân chúng tôi là bị mất đất mất nhà, còn cha tôi là nhân chứng sống sờ sờ ở đây nè mọi người, mà nó còn quy đổi là cho vợ giết chồng, con thì giết cha được mà tới giờ nó cũng bịt miệng luôn. Thì đây là một cái bằng chứng để chứng minh cho vụ án Hồ Duy Hải quá rõ ràng là sự thối tha tự do cho quân, cho tòa án nhân dân các tỉnh và cơ quan điều tra các tỉnh bất công nhục hình, đưa người dân vô tội để thành có tội. Thì xin quý đồng bào trong và ngoài nước, xin các vị hãy cho là theo dõi giám sát vụ án của Hồ Duy Hải và vụ án oan của mẹ tôi, là để cho chúng tôi được còn có quyền sống, quyền làm người, và để cho những người bị tù tội oan ức này họ có thể được tìm ra cái công lý của mình, cái sự công bằng của mình. Tôi xin hết, xin quý đồng bào và nhân dân cả nước Việt Nam ở trong và ngoài nước, xin mọi người hãy quan tâm tới những sự chia sẻ và những bức xúc của tôi cũng như bà con dân quan ở tại thủ đô Hà Nội này. Tôi xin hết rồi, xin chào. Vâng, xin chào mọi người đã chia sẻ cùng dân ông ba miền chúng tôi. Nếu dân ông ba miền chúng tôi quá bức xúc thì các mọi người chia sẻ lên, thì để gia đình, để nhân dân, bà con dân quan chúng tôi được minh quan, được tự do trở về gia đình. Không phải mà ngày nào chúng tôi cũng đi đòi, mà ngày nào chúng tôi cũng đi xuống Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, ông chú trên đường đó đi khiếu kiện, để đi đòi công lý, đòi tự do, dân chủ nhân quyền cho dân tộc Việt Nam, đi đòi tự do. Ông Nguyễn Phú Trọng họp đại hội 13 kỳ này, nhân dân chúng tôi được tự do làm chủ, tự do làm quyền con người, làm nhân dân chúng tôi tự do làm chủ mới được cầm lá phiếu đi bầu những người có tài có đức, những người biết đất nước này, những người biết nhân dân chúng tôi khổ sở, những người đó đứng lên lãnh đạo đất nước. Còn như vậy những người không biết thì nhân dân chúng tôi không bằng lòng, không tin vào đảng nữa, không tin vào cái đường lối của đảng. Tại vì đảng đã đánh cướp nhân dân chúng tôi, mà tại sao đảng không chỉ đạo, không giải quyết, không làm gì cho những người, cái đảng viên đảng cộng sản các tỉnh? Như vậy nhân dân chúng tôi không tin vào đảng nữa, nhân dân chúng tôi ba miền không tin vào đảng, không còn gì nữa để nhân dân chúng tôi tin vào đảng.
mọi người đã chia sẻ nhân dân chúng tôi. Nhân dân chúng tôi xin chào thân ái. Xin mọi người nãy giờ anh chị em đã chia sẻ nhân, mọi người đã vỗ tay lên mừng chị em đã chia sẻ nhân dân chúng mình. Xin mọi người đã chia sẻ nhân dân chúng tôi. Xin nhân dân chúng tôi xin chào thân thương mến nhất ạ.